ở bất cứ nơi đâu thì tất cả người dân Việt Nam đều ý thức mình là đồng bào cùng chung một nguồn cội. Các dân tộc đều là anh em một nhà, chung sức chung lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp hơn. Đại nhất là đứng kiều quốc tổ hùng vương vi hành tiền đất tử linh
xuất hiện thật uy nghi, cùng hướng về nguồn cội thắp nến tâm nhang tưởng nhớ quốc tổ đã có công dựng nước, là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong trường hoa vương cờ rực rỡ là du lịch văn hóa thứ nhì hôm nay, với lòng tri ân sâu sắc nhất, với niềm tự hào về cội nguồn dân tộc, chúng con kính trọng tôn kính đức kiều quốc tổ Hùng Vương phi hành về đất Tử Linh. Chúng con kính trọng tôn kính quốc tổ Hùng Vương phi hành về đất Tử Linh. Chúng con kính trọng tôn kính quốc tổ Hùng Vương phi hành về đất Tử Linh.
dân tộc Kinh với sắc màu quan họ Bắc Kinh mang đến lễ hội một biểu tượng văn hóa đặc sắc của vùng văn hóa Kinh Bắc. Vâng, sau đó là đội dân tộc Bạch Thẻ, số tập trung ở Hà Giang, Tuyên Quang. Cùng tiếp tục tiến vào lễ đài là đội hình các dân tộc miền Trung Tây Nguyên. Dẫn đầu là đội dân tộc Cờ Tu, số chủ yếu với kênh dãy núi Trường Sơn, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. Người Cờ Tu trồng cây lương thực theo lối phát đường làm rẫy, tu hái đất lâm vụ sản.
người đồng bào hôm nay đã sống lâu đời ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, người Khmer sùng kính tà Phật và có rất nhiều ngày lễ hội trong năm. Và dân tộc Khmer đã mang đến lễ hội ngày hội dân tộc đặc sắc như nhà Cửu Ông bốn vị với những điều sôi động. Đường đi Vĩnh Long không bỏ những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên đồng. Đại biểu của những khách tiếp tục vào đền hùng dân hương quốc tổ hùng vương.